Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức và các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 303 thành viên thuộc 101 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở thôn tổ dân phố thuộc thành phố Hà Giang. Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề gồm nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi được điều động. Thông qua lớp bồi dưỡng là giải pháp để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hoàn thiện, đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế thừa và phát huy các thành tích, kết quả mà lực lượng tiền thân là công an bán chuyên trách ở cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng đã đạt được, góp phần bảo vệ an ninh, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 12 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Quản Bạ đã khai mạc các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn huyện năm 2024. Nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị gồm trao đổi thông tin các chuyên đề quan trọng liên quan đến văn kiện của các hội nghị lần thứ 8 và lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức qua gần 40 năm đổi mới tại địa phương, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Quản Bạ nâng cao tư tưởng, nhận thức và có bản lĩnh chính trị vững vàng, từ đó vận dụng sáng tạo phù hợp vào trong công tác quản lý, giảng dạy và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Vừa qua, Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức tập huấn xây dựng mô hình điểm về gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024 tại thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình. Nội dung tập huấn gồm các văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mông, hướng dẫn người dân lựa chọn nội dung, cách thức gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Hướng dẫn kỹ năng xây dựng mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân tộc Mông, nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. Hỗ trợ nhạc cụ, đạo cụ, trang phục truyền thống cho câu lạc bộ để duy trì và tổ chức các hoạt động văn hóa. Qua tập huấn nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, từng bước nâng cao mức hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi đã đi kiểm tra thực tế một số vị trí bị sạt lở tại xã Pố Lổ. Trước diễn biến phức tạp, mưa liên tục kéo dài trong thời gian gần đây đã khiến nền địa chất bị ảnh hưởng, làm nhiều vị trí ta luy âm, đoạn đường liên xã Thàng Tín trượt sạt xuống gây hư hỏng một số vị trí mặt đường và nhà văn hóa của thôn Cao Sơn Hạ, xã Pố Lổ. Khu vực sạt lở có diện tích khoảng 500 m². Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của huyện đã đánh giá tình trạng sạt lở là nghiêm trọng, cần phải sớm triển khai xây dựng bờ kè để bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi yêu cầu xã Pố Lổ khẩn trương thống kê các công trình bị hư hỏng, gấp rút khắc phục trong khả năng, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đề xuất kịp thời các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn. Vừa qua, huyện đoàn Quang Bình tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2024 với huyện đoàn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp quảng bá kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Tại diễn đàn, cán bộ đoàn và thanh niên đang khởi nghiệp tập trung chia sẻ về kinh nghiệm thành lập các hợp tác xã thanh niên và hỗ trợ các sản phẩm OCOP, kinh nghiệm và kết quả đưa đoàn viên thanh niên tham quan học tập kinh nghiệm khởi nghiệp, câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên tiêu biểu, đồng thời chia sẻ về cơ chế chính sách của hai huyện trong việc khuyến khích phát triển nông nghiệp, kinh tế trang trại, gia trại, hợp tác xã nông nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số để kinh doanh và xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch. Thông qua diễn đàn giúp đoàn thanh niên hai huyện tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, thắp sáng và lan tỏa ngọn lửa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp đến đông đảo thanh niên. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi có trên 34.000 khách hàng của Viettel, trong đó có gần 5.700 thuê bao đang sử dụng 2G.
Đây đa số đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, người cao tuổi, chỉ có nhu cầu nghe và gọi. Để toàn bộ khách hàng đang dùng SIM di động 2G của Viettel không bị gián đoạn, Viettel Hoàng Su Phì đã đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ thuê bao chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ cao hơn. Trong quá trình chuyển dịch từ 2G lên 4G, Viettel Hoàng Su Phì đảm bảo độ phủ đạt trên 95% trên địa bàn huyện. Viettel Hoàng Su Phì đang tích cực, chủ động đến các điểm tập trung đông người như chợ phiên để giới thiệu chính sách hỗ trợ và trợ giá khi bà con chuyển dịch lên 4G. Bên cạnh đó, hiện nay một số đại lý bán điện thoại trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì cũng đang tích cực cùng các nhà mạng có những chính sách ưu đãi khi người dân đến đổi điện thoại và cung cấp các loại máy 4G thiết kế đẹp, độ bền cao, giá cả hợp lý. Cửa hàng tôi thì cũng có hỗ trợ cho bà con là thu cũ đổi mới, hỗ trợ giá cho bà con để bà con sử dụng những cái sản phẩm có 4G. Qua phương tiện thông tin đại chúng và các nhà mạng, đa số người dân trên địa bàn huyện đều đồng tình với chủ trương chuyển đổi thuê bao di động 2G lên 4G. Do đó đã khẩn trương đến các điểm giao dịch, liên hệ với nhân viên Viettel tại các xã, điểm bán điện thoại của nhà mạng để được hỗ trợ chuyển đổi. Tôi sử dụng điện thoại đen trắng đã hơn 10 năm nay rồi. Qua nghe đài báo và tuyên truyền của địa phương, tôi biết được sau ngày 15 tháng 9 này, điện thoại của tôi không dùng được nữa. Nên hôm nay, tôi đến cửa hàng Viettel nhờ nhân viên hỗ trợ tôi chuyển đổi lên máy điện thoại 4G cho tiện sử dụng. Để hoàn thành mục tiêu lộ trình ngắt mạng 2G của chính phủ, trong thời gian tới, Viettel Hoàng Su Phì tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến sâu rộng mọi tầng lớp nhân dân để mọi người chủ động đến các điểm giao dịch chuyển đổi SIM 2G, điện thoại 2G sang SIM, điện thoại 4G hoặc điện thoại thông minh, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn. Vừa qua, huyện Vị Xuyên đã tổ chức thành công hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024 và nhận được sự tham gia tích cực của các xã thị trấn. Thanh Thủy là xã vùng biên của huyện Vị Xuyên, nơi có đông đồng bào dân tộc Tày Dao sinh sống. Tham gia hội thi lần này, xã đã thành lập một đội thi với 10 thành viên là các cán bộ công chức viên chức cấp xã và các thành viên tiêu biểu ở nhóm cộng đồng là cán bộ chủ chốt thôn, người có uy tín, thành viên ban phát triển thôn, hộ dân trực tiếp tham gia các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tham gia hội thi sau đó là có kinh nghiệm để về triển khai tại cơ sở cho từng hội nhóm để đảm bảo theo cái chương trình triển khai ở địa phương. Hội thi thu hút 24 đội thi, 240 người tham gia đến từ các xã thị trấn. Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa gồm 4 phần thi là màn chào hỏi, thi trắc nghiệm, thi tình huống và thi tiểu phẩm. Các đội tập trung tìm hiểu các quy định pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, quy định về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới cùng các chính sách pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến người dân. Sau cái hội thi này thì chúng tôi thấy kỳ vọng là cái việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia sẽ hiệu quả hơn và những các nội dung trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được đông đảo bà con nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi sẽ nắm chắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm và sự tập luyện nghiêm túc nắm chắc những kiến thức về các chương trình mục tiêu quốc gia, đội thi xã Thượng Sơn đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Cùng với đó, ban tổ chức đã trao giải nhì cho xã Xín Trải, Quảng Ngân, trao giải ba khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được nhận giải nhất. Qua cái cuộc thi này, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm xóa đói giảm nghèo đối với dân tộc thiểu số và miền núi. Sau 2 ngày tổ chức hội thi đã kết thúc thành công tốt đẹp và đạt được hiệu quả đã đề ra. Đội đạt giải nhất tại hội thi xã Thượng Sơn sẽ được đại diện huyện Vị Xuyên tham dự hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong thời gian tới. Mới đây, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang tổ chức cải tạo vườn tạp giúp hộ gia đình ông Phùng Đức Minh, thôn Minh Lập tham gia lao động cải tạo vườn tạp. Xã Quang Minh đã huy động toàn thể cán bộ công chức viên chức xã giúp gia đình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế. Diện tích đất của gia đình ông Phùng Đức Minh có hơn 300 m², trước kia là ao thả cá, do nguồn nước không có nên gia đình đã đổ đất làm vườn trồng cây ăn quả. Do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, xã Quang Minh đã hỗ trợ 50 cây vải thiều, phân bón gia đình tự đối ứng để trồng. Đến nay gia đình trồng được gần 70 cây vải thiều. Với mục đích cải tạo vườn tạp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó mở ra cơ hội thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình. Năm nay, gia đình ông Tráng Văn Thăng,
thôn Lủng Dăm, xã Sán Xả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, gieo trồng 8 kg thóc giống. Sau hơn 1 tháng gieo cấy, hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Những ngày này tranh thủ thời tiết có nắng, ông Thăng xuống đồng làm cỏ, tỉa rậm và bón phân chăm sóc cây lúa. Hiện tại cây lúa phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh. Là cây lúa thì tốt, năm nay là tốt rồi, nhưng mà nói chung là kiểu trời mưa nhiều là có nước nhiều và phân được đạm nhiều thì cũng thấy năm nay là cũng khá hơn mọi năm. Năm 2024, xã Sán Xả Hồ gieo cấy hơn 100 ha lúa vụ mùa với cơ cấu giống chủ yếu là Cương Ưu 725, Việt Lai 20, lúa thuần các loại và lúa nếp. Đặc biệt, nhằm tạo vùng sản xuất sản phẩm gạo ngon đặc trưng của địa phương, xã đã đưa vào trồng thử nghiệm 12,5 ha lúa tẻ nương. Hiện nay, diện tích lúa trồng thử nghiệm sinh trưởng tốt. Thường xuyên chỉ đạo là cái bộ chuyên môn, bên nông trực tiếp xuống thôn thăm đồng thường xuyên và phối hợp với lãnh đạo thôn và khuyến nông thôn thường xuyên kiểm tra sâu bệnh hại trong cây lúa. Thì nếu mà khó phát hiện thì chúng tôi sẽ huy động bà con và đi mua thuốc về phun luôn, không để cái sâu bệnh nó lan tràn và xảy ra diện rộng. Với sự chủ động trong công tác chỉ đạo của chính quyền và sự tích cực của bà con nông dân trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại, bảo vệ lúa vụ mùa, tin tưởng rằng xã Sán Xả Hồ sẽ có thêm một vụ mùa bội thu, đời sống nhân dân ngày càng thêm no ấm. Xác định trồng rừng, phát triển kinh tế rừng là một trong những thế mạnh của địa phương, huyện Bắc Mê đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tập trung phát triển rừng, đồng thời hỗ trợ cây con giống kỹ thuật cho bà con nhằm đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Trong 7 tháng đầu năm nay, toàn huyện trồng mới rừng tập trung được gần 80 ha, đạt 142,9%, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Các cây trồng chính là mỡ, keo, bồ đề, quế và bạch đàn. Phòng nông nghiệp vẫn tiếp tục tuyên truyền và xây dựng các cái kế hoạch cho các xã thị trấn thực hiện. Đặc biệt hơn nữa thì sẽ duy trì và phát triển các vườn ươm trên địa bàn huyện. Huyện Bắc Mê xác định phát triển lâm nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực, mang lại hiệu quả cao. Theo đó, huyện đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp, tuyên truyền triển khai phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng, cải tạo rừng, khai thác thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, tỷ lệ che phủ rừng của huyện duy trì trên 63%. Chỉ đạo các thôn triển khai cho bà con nhân dân chăm sóc các cái diện tích rừng trồng hiện có và quản lý tốt các cái rừng mà tự nhiên trên địa bàn thôn, cũng như là tổ chức là phát dọn thực bì năm 1, năm 2 và làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Bắc Mê tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác trồng, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng. Qua đó, người dân sống gần rừng tích cực tham gia công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng trồng, góp phần đạt được mục tiêu kép là vừa nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, vừa tạo được sinh kế cho người dân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn châu Phi mà giá lợn hơi và các sản phẩm từ thịt lợn trên địa bàn huyện Quản Bạ có sự tăng nhẹ về giá. Hiện giá lợn đen hơi trên địa bàn huyện Quản Bạ là 65.000 đồng trên 1 kg, tăng 5.000 đồng đến 7.000 đồng trên 1 kg so với thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh. Giá thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1 kg. Để nguồn hàng được đảm bảo chất lượng về kiểm dịch và an toàn dịch thì việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh buôn bán lợn và các sản phẩm từ thịt lợn được ngành chuyên môn huyện phối hợp với các địa phương siết chặt trong công tác quản lý. Đàn lợn đủ điều kiện vận chuyển, giết mổ, buôn bán trên địa bàn huyện phải đảm bảo có giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch xét nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu Phi. Hiện nhu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn của người dân trong huyện ở mức trung bình, không quá tăng cao, bởi người dân lựa chọn đa dạng nhiều sản phẩm thịt khác như bò, gà, vịt. Vì vậy, nguồn cung thịt lợn vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu của thị trường. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn Vị Xuyên 29 tháng 8 năm 1994, 29 tháng 8 2024 và 30 năm thành lập Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên 16 tháng 9 năm 1994, 16 tháng 9 năm 2024. Tham gia giải có 22 đội với trên 200 cầu thủ không chuyên, có độ tuổi từ 30 trở lên, từ 18 tổ dân phố và 4 thôn của thị trấn Vị Xuyên. Các đội được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, sau đó chọn ra 16 đội nhất nhì bảng vào vòng trong. Các trận bóng đã diễn ra sôi nổi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, hấp dẫn và kịch tính. Kết quả giải nhất thuộc về tổ 11, tổ 13 đạt giải nhì và tổ 15 đạt giải 3. Thông qua giải đấu,
nhằm tạo khí thế vui tươi sôi nổi chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn và thành lập Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả trong lao động sản xuất, học tập và công tác, đồng thời đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.